Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiểu về Tâm trí. Đây là kênh thông tin chia sẻ về luật hấp dẫn, những chia sẻ cụ thể trên hành trình thức tỉnh tâm linh, những mẩu chuyện bài học cuộc sống với mong muốn là đưa chúng ta gần gũi hơn với sự giàu có, thịnh vượng, hạnh phúc, bình an và yêu thương cực mạnh, giúp bạn lập trình lại tiềm thức, phát triển tư duy, nâng cao tần số rung động, thu hút những điều đẹp đẽ mà bạn mong muốn và từ đó thì làm cho cuộc sống của bạn thay đổi một cách tích cực. Bạn biết không, tôi đánh giá rất cao về sự tham gia của bạn trong thông điệp đầy quyền lực có thể làm thay đổi tình hình tài chính của bạn mãi mãi này. Nếu tôi nói với bạn một điều rằng, bạn chỉ cần có một sự chuyển động đơn giản trong tư duy của bạn rằng, bạn có thể mở ra được một luồng tiền và sự phong phú trong cuộc sống của bạn. Bạn nghĩ sao về điều này? Tôi biết, có thể nghe nó khá là điên rồ và chẳng có ai lại tin vào một điều vớ vẩn như vậy cả. Thế nhưng mà tôi đã học được kỹ thuật này từ một tác giả nổi tiếng. Bà ấy đã dạy rằng thịnh vượng thì không phải là điều gì mà chúng ta phải tìm kiếm ở bên ngoài, mà nó nằm ngay ở bên trong mỗi chúng ta. Connie Mendez là một cái tên không còn xa lạ gì với cộng đồng hiểu về tâm trí, đúng không nào? Connie Mendez đã khám phá ra rằng bằng cách là điều chỉnh suy nghĩ, cảm xúc và năng lượng của bạn với tần số của sự giàu có, bạn có thể loại bỏ đi mọi rào cản trong cuộc sống và cho phép sự phong phú đến với bạn một cách dễ dàng. Đó chính xác là điều mà chúng ta sẽ nói trong ngày hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng, Chúa và vũ trụ luôn có hơn 10.000 cách để giúp bạn và cung cấp cho bạn những cách để bạn có thể đạt được mục tiêu tài chính của bản thân bạn. Bây giờ, nếu như bạn đang gặp khó khăn về mặt tài chính, nếu như bạn đang rất cần tiền, nếu như bạn đang thực sự cần tiền, bạn chi trả cho cuộc sống của bạn từ lương này cho đến lương khác, bạn không phải là một người duy nhất đâu. Bạn có thể đang gặp khó khăn, bạn có thể đang cần rất nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống của bạn. Thực tế là bản thân tôi đã từng trải qua điều này. Tôi tự hỏi là làm thế nào để tôi có thể thoát khỏi nợ nần hoặc là có khả năng để theo đuổi những giấc mơ của mình đây. Có thể cảm giác đó thực sự đầy tuyệt vọng, mất quyền lực và chán nản vô cùng. Thế nhưng mà nếu tôi nói với bạn một điều rằng, khi bạn thay đổi tư duy của bạn, nó có thể biến đổi mạnh mẽ tình hình tài chính của bạn, như là lời của Connie Mendez và những người thành công nhất trên thế giới này đã dạy, thì sự phong phú đến từ bên trong mỗi chúng ta, chứ không phải là do hoàn cảnh bên ngoài đâu. Lời cầu nguyện là một trong những công cụ vô song mà chúng ta có thể sử dụng để thu hút những đột phá tài chính một cách nhanh chóng nhất. Trong sách Ma-đô, Chúa Giê-xu thì đã dạy rằng chúng ta mạnh mẽ, hãy xin Chúa và vũ trụ từ những điều mà chúng ta mong muốn và hãy tin rằng chúng ta sẽ nhận được. Bản thân tôi trước đây thì tôi luôn nghi ngờ về sức mạnh của những lời cầu nguyện khi tôi gặp khó khăn về mặt tài chính. Cho đến khi mà tôi đã thử áp dụng nó, bởi vì tôi chẳng còn cách nào tốt hơn cả. Khi tôi bắt đầu áp dụng sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu, xin là sẽ được, thì lời cầu nguyện đã nảy sinh trước mắt tôi. Ôi Chúa và vũ trụ, hôm nay tôi đứng trước mặt Ngài. Tôi nhỏ bé xin lấy lòng lành để ban ơn phước kỳ diệu của Ngài cho tình hình tài chính của tôi. Tôi biết rằng Ngài không mong muốn gì hơn là để tôi có một cuộc sống phong phú, tràn ngập niềm vui và sự thịnh vượng. Tôi xin Chúa và vũ trụ hãy tha thứ cho bản thân tôi nếu tôi có bất kỳ một tâm tính tiêu cực nào, một tâm tính sợ hãi hoặc là nghi ngờ nào có thể ngăn cản những phước lành tài chính của tôi đến trong cuộc sống của tôi ngay lúc này. Xin Chúa và vũ trụ hãy giải trừ gánh nặng của sự thiếu thốn, thiếu hụt, khó khăn tài chính và những vất vả mà tôi đang phải trải qua khỏi đôi vai nhỏ bé của tôi. Xin Chúa và vũ trụ hãy rót đổ những phước lành siêu nhiên và sự phong phú của Ngài vào cuộc sống của tôi một cách kỳ diệu. Tôi hoàn thành giao việc là làm thế nào cho Chúa và vũ trụ, liệu có thể có một chiếc két sắt bất ngờ trong hòm thư, hay là một nguồn thu nhập cố định mới xuất hiện trong cuộc sống của tôi, hoặc là một cơ hội đột ngột nó nảy sinh trong các dự án của tôi. Tôi xin Chúa và vũ trụ hãy thực hiện những hiện hữu thần thánh về thịnh vượng ngay ngày hôm nay. Tôi xin Chúa và vũ trụ hãy mở cửa và đưa vào cuộc sống của tôi sự tự do tài chính. Tôi xin chân thành nhận lãnh ơn phước này ngay bây giờ với một lòng tin và lòng biết ơn không rời. Tôi biết ơn Chúa và vũ trụ
tôi yêu Chúa và vũ trụ rất nhiều. Tôi có một đề xuất là bạn hãy bắt đầu mỗi buổi sáng bằng những lời cầu nguyện tương tự như thế này. Nó rất mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Hãy cảm ơn Chúa và vũ trụ vì đã đáp ứng đầy đủ tất cả những nhu cầu của bạn. Hãy coi như là tất cả những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, biết ơn nó, biết ơn từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống của bạn. Hãy nhớ một điều rằng Chúa và vũ trụ quan tâm đến những chi tiết. Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để có được những lời cầu nguyện này trở nên hiệu quả hơn sau khi mà bạn có thể lặp lại chúng trong vài tuần. Bạn hãy chú ý và ghi lại bất kỳ một sự trùng hợp tài chính nào bạn nhận thức được. Những khoản tiền bất ngờ trong hòm thư của bạn, bạn nhận được những khoản tiền bất ngờ tại nơi làm việc, hay là những số tiền bất ngờ nó xuất hiện trong cuộc đời của bạn đến từ những chương trình khuyến mại. Chúng đều có câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn. Khi bạn theo dõi cách mà những lời cầu nguyện này có ý nghĩa, và điều kỳ diệu là nó đáp ứng nhu cầu và lòng tin của bạn vào sự cung cấp của Chúa và vũ trụ sẽ được tăng vọt luôn. Sau đó, bạn sẽ chứng kiến thêm nhiều lời cầu nguyện được đáp ứng và sự phong phú thịnh vượng cụ thể thì cứ tràn ngập trong cuộc sống của bạn. Bây giờ, việc quan trọng là bạn cần phải mở khóa thịnh vượng lớn hơn là tạo ra một thái độ biết ơn. Có thể nghe là hơi ngược đời đúng không? Nhưng mà việc đánh giá cao về những phước lành tài chính mà bạn đang có, dù là những thứ nhỏ bé nhất, nó sẽ giúp bạn mở cửa cho những thịnh vượng tăng lên trong cuộc sống của bạn một cách bất ngờ. Khi chúng ta thể hiện lòng biết ơn chân thành, chúng ta đang gửi đến tín hiệu với vũ trụ và Chúa rằng chúng ta đã sẵn sàng để đón nhận những thứ tuyệt vời hơn nữa. Bạn có thể suy nghĩ về điều này. Nếu mà ai đó chỉ than phiền về sự thiếu hụt, tại sao mà phước lành lại không chảy về phía họ? Còn đối với những người luôn phát ra sự biết ơn về những điều họ đang có trong cuộc sống của họ, dù là nhỏ bé nhất, nó sẽ giúp cho họ thu hút thêm những năng lượng tích cực đó. Tôi có một đề xuất về một cuốn sổ tạ ơn để chú ý một cách có ý thức về những điều phong phú mà bạn có thể thay đổi thay vì bạn tập trung vào những sự không đủ. Vào mỗi buổi sáng hoặc là buổi tối, bạn hãy ghi lại một khoản tiền bạn nhận được từ bảng lương của bạn, một tiền mừng từ ai đó tặng bạn hay là một khoản khuyến mại nào đó bạn nhận được và mọi sự tốt lành tài chính từ người khác dành cho bạn. Khi bạn ghi chép mọi thứ đã chảy đến với cuộc sống của bạn, dù là nó có vẻ nhỏ bé đến đâu, bạn sẽ bắt đầu nhận thức ra những khoảnh khắc tình cờ của sự chuẩn bị không mong đợi. Khi mà những phước lành ngẫu nhiên đó xảy ra, và bạn chắc chắn là bạn dành thời gian để cảm ơn Chúa và vũ trụ ngay lập tức, bạn cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc trong trái tim của bạn. Năng lượng biết ơn từ trái tim của bạn là rất quan trọng. Mỗi khi bạn cảm nhận và bạn bày tỏ lòng biết ơn một cách sâu sắc với mỗi đồng tiền của bạn nhận được, bạn đang thể hiện lòng sẵn sàng cho việc tiếp tục đón nhận những điều tuyệt vời tiếp theo. Vào mỗi buổi tối, bạn hãy dành thời gian để chuẩn bị cho mình một cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký này ghi lại những điều bạn biết ơn trong cuộc sống này. Nó bao gồm tất cả những thứ nhỏ bé nhất trong cuộc sống này. Thế nhưng mà đặc biệt là bạn cần phải biết ơn về tài chính của bạn, dù là những số tiền nhỏ nhất. Tôi biết ơn vì ngày hôm nay tôi vẫn còn đang sống. Tôi biết ơn vì tôi đã có một người vợ tuyệt vời. Tôi biết ơn vì tôi có những đứa con ngoan. Tôi biết ơn vì tình cảm của bố mẹ luôn dành cho tôi là vô điều kiện. Tôi biết ơn khoản tiền thưởng ngày hôm nay tôi nhận được. Tôi biết ơn ngày hôm nay tôi mua chiếc quần này và đã được giảm giá 20%. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của bạn thôi, hãy biết ơn nó. Thực hành này có thể là khá khó khăn trong khoảng thời gian đầu khi mà tiền bạc đối với bạn là khan hiếm. Thế nhưng mà hãy kiên trì và quan sát làn sóng biết ơn mạnh mẽ này. Nó làm thay đổi tần số dao động về tài chính của bạn để thu hút thêm mọi thứ mà bạn đánh giá là rất cao. Phúc lành thì xuất hiện ở mọi hình thức. Nó là quyền năng của Chúa và vũ trụ ở trong tay bạn. Vì vậy, hãy đòi nó thông qua lòng biết ơn bạn nhé. Khi bạn bắt đầu đòi hỏi phúc lành thông qua những lời cầu nguyện và lòng biết ơn một cách nhất quán, đó là lúc bạn tập trung một cách mạnh mẽ vào những mục tiêu tài chính cụ thể của bạn. Hãy xác định rõ ràng về những điều bạn muốn. Bạn cần có 5.000 đô la để trả tiền y tế, hay là bạn có cần 10.000 đô la cho việc là thực hiện một chuyến nghỉ mơ ước của bản thân mình, hoặc là bạn có thể muốn mở ra một nguồn thu nhập cố định mới. Hãy trở nên rõ ràng đối với một mục tiêu nào đó một cách cụ thể. Sau đó, bạn hãy hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của việc đã đạt được mục tiêu tài chính đó của bạn. Hãy
Hãy điều chỉnh tinh thần của bản thân bạn từ bản thân giàu có trong tương lai. Và làm thế nào để bạn có thể cảm thấy là bạn đã thanh toán hết nợ nần, mặc dù là thu nhập hiện tại của bạn đang không đủ. Hãy để cho những cảm xúc đó được phép thâm nhập vào trong con người bạn. Khi bạn thực sự nắm bắt được trạng thái thành công đó ở bên trong bạn, bạn đang báo hiệu cho Chúa và vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng cho những hiện thực mới phong phú này. Bây giờ, đây là một nguyên tắc quan trọng. Bạn cần phải đầu hàng trước cách thức này, cho phép trí tuệ thiêng liêng được xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Sau khi bạn đã rõ ràng về việc là bạn muốn cái gì, bạn đã xin được điều đó, để có thể tránh căng thẳng hoặc lo lắng về thời gian và cách thức mà những phước lành đó đến với bạn, hãy dành một lòng tin xác đáng cho điều đó. Bạn gửi những lời cầu nguyện và sự điều hòa năng lượng đã đưa cho bạn những phép màu. Hãy giữ tâm trạng của bạn một cách thoải mái và tôi hy vọng là bạn hãy cho phép quá trình thể hiện này diễn ra một cách dễ dàng. Hãy nhớ một điều rằng như thế này. Nó giống như là một người phụ nữ vừa trải qua sự sinh đẻ vào một thời điểm hoàn hảo mà không kiểm soát ý thức quá nhiều trong quá trình 9 tháng 10 ngày. Bạn sẽ chứng kiến một sự ra đời tuyệt vời của những phước lành tài chính khi bạn kiên nhẫn giữ một niềm tin và lòng biết ơn với sự phong phú đang đến từ mọi hướng khác nhau trong mọi ngày tiếp theo. Thực hành quan trọng cuối cùng để có thể nhanh chóng kích thích được quá trình thể hiện tài chính này đó là bạn cần phải nâng cao tần số rung động của mình, bạn cần phải nâng cao tần số năng lượng và dao động của bạn xung quanh tiền bạc. Hãy nhớ rằng, mọi thứ trong thế giới vật chất, bao gồm cả sự phong phú, nó liên quan đến tâm trạng và tình trạng tâm hồn nội tại của bạn. Khi bạn cảm nhận được những cảm xúc như là sợ hãi, căng thẳng, sự oán trách hay là tuyệt vọng về tài chính, thì thực tế, đó là cách nhanh nhất để khiến cho những sự thịnh vượng và phong phú tránh xa bạn một cách tốt nhất. Bạn sẽ làm đẩy lùi hoặc là chặn đứng những sự lưu thông tiền bạc đến với cuộc sống của bạn đấy. Thế nhưng mà bằng cách là phát triển về những cảm xúc thoải mái, vui tươi và biết ơn về mọi thứ xung quanh trong quá trình sáng tạo chung với Thiên Chúa và vũ trụ, bạn sẽ trở thành một đối tác năng lượng phù hợp với sự phồn thịnh và thịnh vượng. Vì vậy, hãy biến nó trở thành một thói quen hàng ngày để bạn có thể cười, bạn có thể hát, bạn có thể nhảy múa và bạn có thể tưởng tượng về những nguồn tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống cuộc sống của bạn một cách dễ dàng. Hãy làm mọi điều này để ngay lập tức giúp bạn nâng cao được tâm trạng cảm xúc của bạn xung quanh vấn đề về tài chính. Hãy để cho tâm trạng của bạn trở nên hài hước, sáng tạo và hứng khởi, hoặc là bạn hãy dành một khoảng thời gian bình tĩnh và tĩnh lặng dành cho sự biết ơn về mọi thứ trong cuộc sống của bạn, đặc biệt là tài chính. Điều này nghe có vẻ đơn giản, thế nhưng mà nó sẽ tạo ra năng lượng quan trọng để giúp bạn thu hút được những phúc lành đến với cuộc sống của bạn một cách dễ dàng nhất đấy. Bạn nghĩ sao về chủ đề của ngày hôm nay? Hãy comment xuống phần bình luận nếu như bạn thực sự yêu thích về chủ đề này nhé. Trước khi đến với phần kết thúc của video ngày hôm nay, tôi muốn dành một vài dòng để có thể gửi gắm những tâm tình đến với các bạn. Bạn thân mến, Hiểu Về Tâm Trí đã đồng hành với các bạn một khoảng thời gian không quá dài nhưng mà cũng không quá ngắn đối với chúng tôi. Lý do là bởi vì trong mỗi một video mà chúng tôi phát hành để gửi đến tất cả các bạn, nó chứa đựng những tâm tư, tình cảm và những giá trị sâu sắc nhất mà chúng tôi muốn truyền tải tới tất cả mọi người. Trong quá trình thực hiện luật hấp dẫn, tôi tin rằng hành trình này không hề dễ dàng. Nó là những ngôn từ cực kỳ đơn giản, nó là những kỹ thuật cực kỳ đơn giản, thế nhưng mà không phải là ai cũng có thể dễ dàng để chạm được đến cảm xúc đó. Và tôi tin rằng không phải là ai cũng tin là luật hấp dẫn là có thật. Tôi hiểu là hành trình các bạn có thể áp dụng về luật hấp dẫn trong cuộc sống của mình, nó là một hành trình rất dài. Và thậm chí là có những người đến hết đời, họ vẫn chưa tin là có luật hấp dẫn, hoặc là họ có tin, thế nhưng mà họ cũng chưa chắc là đã áp dụng nó một cách triệt để trong cuộc sống của họ. Và với kênh Hiểu Về Tâm Trí, chúng tôi mong muốn rằng được chia sẻ đến với các bạn về những nội dung thông tin hữu ích nhất, những kỹ thuật và những thông tin để có thể giúp các bạn áp dụng nó một cách nhanh và sớm nhất. Và từ đó thì nó giúp các bạn tạo ra những kết quả nhỏ nhất. Và từ những kết quả nhỏ nhất đó, các bạn bắt đầu có niềm tin về việc là có những điều to lớn hơn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn nếu như bạn thực sự áp dụng luật hấp dẫn một cách tốt nhất. Vẫn là câu nói đó thôi. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, niềm tin là tin vào những gì bạn chưa nhìn thấy, và kết quả là bạn sẽ thấy được những gì bạn tin.
Những người thành công nhất trên thế giới, họ không phủ nhận về luật hấp dẫn, họ không phủ nhận về luật giả định. Thế nhưng mà chúng ta, những con người bình thường, chúng ta lại không tin là có luật hấp dẫn xuất hiện trong cuộc đời này. Đó là lý do tại sao mà những người giàu có, họ luôn tin là có những quy luật của vũ trụ, có những quy luật mà chúng ta không thể nào mà nhìn thấy được ngay lập tức. Thế nhưng mà thực sự là nó có hiện hữu trong cuộc sống này. Vậy thì nếu như chúng ta tin là có những quy luật này, chúng ta dành thời gian để tìm hiểu sâu về nó, sau đó chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong cuộc sống này. Và tôi tin chắc rằng khi bạn bắt đầu tin, bạn bắt đầu tìm hiểu về nó, bạn bắt đầu áp dụng nó một cách tin hoàn toàn, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra ngay trước mắt bạn. Và đến lúc đó thì bạn sẽ cảm thấy là wow, thực sự nó là có thật chứ không phải chỉ là những ngôn từ mà người ta thường nói. Nó đã thực sự xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nó đã làm thay đổi cuộc sống của bạn. Và khi đó, bạn sẽ thực sự muốn chia sẻ những điều này cho rất nhiều người khác nữa, với một mục tiêu duy nhất là bạn muốn rằng họ cũng đạt được những kết quả để chính họ có thể làm thay đổi cuộc sống của bản thân họ và những người xung quanh họ trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn. Đó là những điều mà chính bản thân chúng tôi, những người làm kênh Hiểu Về Tâm Trí, thực sự muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Trên hành trình phát triển Hiểu Về Tâm Trí, có những người sẽ yêu thích và đồng hành cùng chúng tôi, cũng có những người chỉ đến, nghe, xem, phản đối rồi bỏ đi. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn biết ơn về những lượt xem, chúng tôi vẫn luôn biết ơn về những người vẫn đồng hành cùng với chúng tôi biết ơn về những comment trên hành trình của Hiểu Về Tâm Trí. Một năm 2023 sắp kết thúc, sắp bước sang một năm 2024, chúng tôi, những người làm kênh Hiểu Về Tâm Trí, chúng tôi sẽ tự nhắn nhủ với bản thân mình rằng, dù các bạn có đồng hành với chúng tôi hay không, dù các bạn có tin về những quy luật của vũ trụ hay không, thì chúng tôi vẫn sẽ chia sẻ nó bằng tất cả những gì chúng tôi có thể. Còn lại, hành trình và kết quả thay đổi đến đâu, nó phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Cảm ơn bạn vì sự đồng hành tuyệt vời này. Chúng tôi yêu các bạn rất nhiều.